bạn có muốn cùng tôi khám phá một thế giới khác? Thế giới mà chúng ta vẫn thường nghe về nó và hoài nghi với những câu chuyện ly kỳ, huyền bí và được đặt giả thiết có thật hay không? Thế giới của những câu chuyện có thật hay không có thật, những tình tiết ma quái, những mơ hồ trong thế giới tâm linh. Chuyện ma trong đêm sẽ mang bạn đi xa bằng những câu chuyện kinh dị, ly kỳ và nhiều tình tiết gút mắt, đôi khi không lời giải đáp nhưng sẽ đưa bạn trở về lại với cuộc đời thật này. Hãy cùng bước vào thế giới của những câu chuyện huyền bí với chuyên mục Chuyện ma trong đêm. Chuyện ngắn Nhà xác, dẫn đọc Anh Khoa, thu âm tại phòng thu Hoài Nam Studio, lầu 2, số 6 Mạc Đình Chi, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như những đứa bạn khác đều là sinh viên y dược, thì chuyện căn nhà xác là chuyện bình thường và là điều mà mọi sinh viên ngành y dù muốn hay không vẫn phải cố gắng tập sự can đảm chấp nhận. Rồi cũng đến lượt tôi và thằng Lâm phải trực nhà xác để đón nhận những tử thi mới làm thủ tục nhập môn. Thường thì ca trực vào cả ngày lẫn đêm và chia theo ca 8 tiếng. Thế nhưng hôm ấy tôi và thằng Lâm phải trực ca tối mới ghê chứ. Trước khi đi, nhỏ Thảo bảo Lâm nên mang theo tỏi hay thứ gì đó hộ mệnh cũng được, vì nghe đâu mấy đứa trước làm như thế thì im re mọi chuyện. Thằng Lâm cười ha ha, bảo Thảo dở hơi. Ừ thì sao cũng được với tôi, chỉ là thủ tục nhỏ mà thôi. Sau khi nhận vào ca trực khoảng một tiếng thì có một cái xác được đưa vào tôi và thằng Lâm cùng làm thủ tục nhập môn cho cái xác này. Đâu vào đấy, tôi bảo Lâm đi mua tờ báo gì đó dưới cổng bệnh viện để đọc vì buồn quá. Lúc chuẩn bị đi thì mưa như chút nước, cái lạnh ngăn hắt mơn man làm tôi có cảm giác nổi da gà. Thằng Lâm thì co ro trên cái ghế trực cạnh một bàn chơ vơ dọc theo lan can của phòng xác. Mưa như hối hả hơn và cũng tạnh nhanh hơn, mới đó mà đã 12 giờ khuya. Nhanh quá, tôi và Lâm nghĩ. Ngoài trời chỉ còn lất phất mưa, ánh đèn neon đã cũ, mờ ảo sáng đục. Gió thì vẫn thoang thoáng bay qua lành lạnh. Tôi bảo Lâm có thể ngủ vài tiếng, tôi có thể ngồi trực cho nó. Sau đó sẽ đến lượt tôi ngủ, nó đồng ý và ngồi gục xuống cạnh bàn ngủ thiếp đi. Tôi ngồi tra lại mấy bài thuốc vừa được học sáng nay. Vừa được khoảng 15 phút thì có chị y tá thấp thoáng với áo blue trắng đi lại bảo tôi chuẩn bị mở cửa phòng để chuyển một xác người vào. Tôi hối hả và mừng thầm, dĩ ra có người để mình bắt chuyện sau khi làm xong công việc. Tôi không đánh thức Lâm dậy mà một mình lại mở cửa phòng vào trong chiếc xe để xác người ra ngoài. Cái lạnh trong phòng làm tôi không chịu nổi, lạnh khủng khiếp. Như phản xạ, tôi vào kéo chiếc bàn chở nào gần mình nhất để đưa ra ngoài. Bất chợt nhìn sang cạnh một chiếc bàn để xác gần đó, tôi thấy cảm giác quen vô cùng. Trong vài giây suy ngẫm, thì ra đó là chị y tá lúc nãy bảo tôi vào đây lấy bàn xác. Tôi không biết thế nào để diễn tả nổi, chân tôi như đuối đi. Tôi không còn cảm giác lạnh gì nữa mà thay vào đó là cảm giác khiếp hoảng. Tôi cố gắng chạy thức nhanh ra ngoài, kéo thằng Lâm ngồi dậy. Nhìn mặt nó mơ màng, nhưng tôi vẫn cố gắng nói hết những gì mình vừa thấy. Nói xong nó bảo, mày nói cái gì vậy? Chị ấy ở đằng sau mày kìa mà. Hả? Cái gì? Tôi vội vã kéo nó chạy xuống phòng trực ban của bệnh viện, lấy một viên an thần uống vào, trùm mình ngủ đến sáng, hy vọng lần sau không chứng kiến những gì thấy đêm qua nữa.